những điều cần làm sau khi anh em đã là sếp. Nếu mà anh em đã là sếp rồi thì xin chúc mừng anh em. Anh em rơi vào khoảng 10% những người tinh hoa nhất ở trên thế giới. Không phải ai cũng có thể làm được sếp và không phải ai cũng được làm sếp của anh em ạ. Anh em là một người rất là may mắn và anh em là người rất là tài giỏi khi mà đã trở thành sếp, trở thành người chỉ đạo người khác làm việc cho mình. Và khi mà anh em đã làm sếp rồi, anh em trở thành người chỉ đạo người khác làm công việc cho mình thì lúc đó các mối quan hệ của anh em hoàn toàn khác. Và cái điều anh em cần phải làm ngay đó chính là nâng cao uy tín của mình để anh em có thể tiếp xúc với cả đối tác của mình, anh em có thể tiếp xúc với khách hàng của mình, nâng cao được hiệu quả. Ví dụ nếu mà anh em mà không nâng cao được cái uy tín của mình lên thì anh em không thể được bản lĩnh của mình thì anh em rất là gặp nhiều khó khăn trong việc làm việc đối tác, anh em sẽ rất là gặp nhiều khó khăn trong công việc phát triển công việc kinh doanh của mình và anh em dễ dàng bị thất bại, gặp thất bại trong cuộc sống và cái sự nghiệp của anh em nó sẽ bị tàn lụi đi. Ví dụ như em là một người em bán điện thoại với tôi, nếu em không nâng cao uy tín của mình, chẳng hạn như em không có uy tín của mình, em mặc một cái bộ quần áo cũ rách xấu và đầu tóc cứ bù rù hôi và chân em thì đi tôi rất lê bẩn bẩn, em cầm chiếc điện thoại vừa tu để ra ngoài đường bán thì không ai người ta mua điện thoại vừa tu của em cả. Vì thế để có thể bán được chiếc điện thoại vừa tu này thì chính bản thân em cũng phải nâng cao uy tín cá nhân của mình lên. Có hai cách để nâng cao uy tín bản thân của mình lên. Cách thứ nhất là anh em có thể xây dựng uy tín cá nhân của mình ở trên mạng xã hội, ví dụ như làm YouTube, làm xây dựng uy tín trên mạng xã hội, nhưng mà cách này cũng được nhưng mà hơi lâu. Còn cách khác để anh em xây dựng uy tín của mình nhanh chóng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chính là anh em sử dụng những chiếc điện thoại Vertu, bởi vì Vertu anh em cầm ở trên tay sẽ được người khác mặc định là người thành công, là người thành đạt, là người bản lĩnh và là người có chứng minh được cái năng lực về tài chính. Vì vậy nên là cách dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất để anh em có thể xây dựng uy tín cá nhân của mình đó là dùng những chiếc điện thoại Vertu hoặc là dùng những chiếc đồng hồ sang trọng đẳng cấp như này hoặc là anh em đi những chiếc xe ô tô đẹp và sang trọng. Đó là cách nhanh chóng nhất để anh em có thể xây dựng uy tín cá nhân của mình. Anh em xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ấn nút đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông bên cạnh để ngày mai em tiếp tục làm video gửi tới màn hình điện thoại của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.